Kinh Maha Bát Nhã Ba La Mật, phẩm bất thối chuyển thứ 55. Lúc bấy giờ ngài Tu Bồ Đề thưa: Bạch Đức Thế Tôn, do hạnh gì, loại gì, tướng mạo gì mà biết là bậc Đại Bồ Tát bất thối chuyển? Đức Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, nếu Đại Bồ Tát biết được bậc phàm phu, bậc thanh văn, bậc bích chi Phật và bậc Phật, trong tướng như của các bậc ấy không hai, không khác, cũng chẳng nghĩ, chẳng phân biệt, vào trong như ấy, nghe sự ấy suốt thẳng qua không nghi. Tại sao vậy? Vì trong như ấy không một tướng, không hai tướng. Đại Bồ Tát này cũng chẳng nói lời vô ích, chỉ nói toàn lời lợi ích, chẳng nhìn đến chỗ hay dở của người khác. Này Tu Bồ Đề, do những hạnh loại tướng mạo như vậy mà biết là bậc Đại Bồ Tát bất thối chuyển. Bạch Đức Thế Tôn, lại còn do hạnh loại tướng mạo nào mà biết là bậc Đại Bồ Tát bất thối chuyển? Này Tu Bồ Đề, Đại Bồ Tát có thể xem thấy được tất cả pháp không hạnh, không loại, không tướng mạo, phải biết đây là bậc bất thối chuyển. Bạch Đức Thế Tôn, nếu tất cả pháp không hạnh, không loại, không tướng mạo, Đại Bồ Tát chuyển những pháp gì mà gọi là bậc bất thối chuyển? Này Tu Bồ Đề, nếu Đại Bồ Tát ở trong sắc mà chuyển, nhẫn đến ở trong vô thượng Bồ Đề mà chuyển, thì gọi là Đại Bồ Tát bất thối chuyển. Tại sao vậy? Vì sắc tánh không nhẫn đến vô thượng Bồ Đề tánh không, thì Bồ Tát này sẽ trụ chỗ nào? Lại này Tu Bồ Đề, Đại Bồ Tát chẳng nhìn xem diện mạo ngôn ngữ của ngoại đạo, của Sa Môn, của Bà La Môn. Bồ Tát chẳng bao giờ có sự nghĩ rằng các nhà ngoại đạo, Sa Môn, Bà La Môn này thiệt biết, thiệt thấy và nói chánh kiến. Bồ Tát chẳng có tâm nghi ngờ, chẳng mắc giới thủ, chẳng xa tà kiến, cũng chẳng cầu việc tốt thế tục để làm thanh tịnh, chẳng lễ lạy cúng dường chư thiên. Do những hạnh loại tướng mạo này mà biết là bậc Đại Bồ Tát bất thối chuyển. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, Đại Bồ Tát chẳng sanh nơi nhà hạ tiện, nhẫn đến chẳng sanh chỗ bát nạn, thường chẳng thọ thân người nữ. Do những hạnh loại tướng mạo này mà biết là bậc bất thối chuyển Đại Bồ Tát. Lại này Tu Bồ Đề, Đại Bồ Tát thường thực hành 10 nghiệp đạo lành, tự mình chẳng sát sanh, nhẫn đến chẳng tà kiến, cũng dạy người chẳng sát sanh, nhẫn đến chẳng tà kiến, vui mừng khen ngợi người chẳng sát sanh, nhẫn đến chẳng tà kiến. Bồ Tát này giàu trong giấc chiêm bao, cũng chẳng phạm 10 nghiệp đạo ác. Do những hạnh loại tướng mạo trên đây mà biết là bậc Đại Bồ Tát bất thối chuyển. Lại này Tu Bồ Đề, vì lợi ích cho chúng sanh mà Đại Bồ Tát thực hành đằng Ba La Mật, nhẫn đến Bát Nhã Ba La Mật, đây gọi là bậc bất thối chuyển. Lại này Tu Bồ Đề, tất cả 12 bộ kinh, từ Khế Kinh đến Luận Nghị, Đại Bồ Tát thọ trì, đọc tụng, giảng thuyết, chánh ức niệm. Lúc ban pháp thí, Đại Bồ Tát nghĩ rằng do pháp thí này mà tâm nguyện của tất cả chúng sanh hoàn mãn, đem công đức pháp thí này cho tất cả chúng sanh cùng hồi hướng vô thượng Bồ Đề, đây gọi là bậc Đại Bồ Tát bất thối chuyển. Lại này Tu Bồ Đề, trong pháp rất sâu, Đại Bồ Tát chẳng nghi ngờ. Tại sao vậy? Vì bậc Đại Bồ Tát bất thối chuyển này đều chẳng thấy có pháp nào sanh được chỗ nghi ngờ. Từ sắc đến nhất thiết chủng trí, chẳng thấy pháp nào sanh được chỗ nghi ngờ. Do những hạnh loại tướng mạo đây mà biết là bậc bất thối chuyển. Lại này Tu Bồ Đề, thân khẩu ý ba nghiệp của Đại Bồ Tát đều dịu dàng, do đức từ mà thân khẩu ý thành tựu, do đây mà biết là bậc bất thối chuyển. Lại này Tu Bồ Đề, Đại Bồ Tát chẳng chung cùng với ngũ cái, dâm dục, sân khỏe, thùy miên, điểu hối và nghi, do hạnh loại tướng mạo này mà biết là bậc bất thối chuyển. Lại này Tu Bồ Đề, với tất cả chỗ Đại Bồ Tát đều không ái trước, do đây mà biết là bậc bất thối chuyển. Lại này Tu Bồ Đề, lúc ra vào đi lại, ngồi nằm, đi đứng, cất chân, hạ chân, Đại Bồ Tát luôn an ổn, thường tự chánh niệm, nhất tâm nhìn đất mà bước, do những hạnh loại tướng mạo này mà biết là bậc bất thối chuyển. Lại này Tu Bồ Đề, y phục mền nệm của Đại Bồ Tát mặc dùng không ai gớm nhơ, Bồ Tát này ưa thích sạch sẽ, ít mang bệnh tật, do đây mà biết là bậc bất thối chuyển. Lại này Tu Bồ Đề, thân thể người thường có 8 dạng hộ trùng xâm phạm cắn ăn, thân thể của bậc Đại Bồ Tát bất thối chuyển không có hộ trùng ấy.
Vì công đức của Bồ Tát này vượt ngoài thế gian, tùy theo công đức xuất thế này tăng ít mà Bồ Tát được thân thanh tịnh, được tâm thanh tịnh. Do những hạnh loại tướng mạo đây mà biết là bậc bất thối chuyển Đại Bồ Tát. Ngài Tu Bồ Đề thưa: Bạch Đức Thế Tôn, Đại Bồ Tát được thân thanh tịnh, được tâm thanh tịnh thế nào? Đức Phật phán rằng: Này Tu Bồ Đề, tùy thiện căn tăng ít đã được mà diệt trừ tâm dạy dò, tâm tà vọng, đây gọi là thân thanh tịnh và tâm thanh tịnh. Do thân thanh tịnh và tâm thanh tịnh này mà Đại Bồ Tát vượt hơn bậc Thanh Văn, bậc Bích Chi Phật để vào trong Bồ Tát vị, đây gọi là bậc bất thối chuyển. Lại này Tu Bồ Đề, Đại Bồ Tát chẳng quý lợi dưỡng, dầu thực hành 12 hạnh đầu đà mà chẳng quý pháp đầu đà, do đây mà gọi là bậc bất thối chuyển. Lại này Tu Bồ Đề, Đại Bồ Tát thường chẳng phát sanh tâm sang tham, tâm tật đố, tâm ngu si, thường chẳng phát sanh tâm phá giới, tâm sân động, tâm giải đãi, tâm tán loạn, do những hạnh loại tướng mạo đây mà biết là bậc bất thối chuyển. Lại này Tu Bồ Đề, Đại Bồ Tát tâm an trụ chẳng lay động, thâm nhập trí huệ, nhất tâm nghe nhận những pháp theo nghe và sự việc thế gian đều hiệp với Bát Nhã Ba La Mật, chẳng thấy có sự nghiệp nào chẳng vào pháp tánh, thấy tất cả đều hiệp với Bát Nhã Ba La Mật, đây là tướng mạo bất thối chuyển của bậc Đại Bồ Tát bất thối chuyển. Lại này Tu Bồ Đề, ở trước Đại Bồ Tát, nếu ác ma hóa làm tám đại địa ngục, trong đó có ngàn ức vạn Bồ Tát đang bị đốt nấu thống khổ, ác ma bảo Đại Bồ Tát này rằng: Những người trong địa ngục đây toàn là bậc bất thối chuyển Đại Bồ Tát, được Đức Phật thọ ký mà đọa vào đây. Nếu Ngài được Đức Phật thọ ký bậc bất thối chuyển cũng sẽ đọa vào đại địa ngục này. Chi bằng Ngài xả bỏ tâm Bồ Tát thì chẳng bị đọa địa ngục mà sẽ được sanh lên cõi trời. Dầu thấy sự trên, dầu nghe lời nói trên, Bồ Tát này vẫn chẳng động tâm, chẳng nghi, chẳng sợ, mà tự nghĩ rằng không bao giờ có sự ấy. Do hạnh loại tướng mạo trên đây mà biết là bậc bất thối chuyển Đại Bồ Tát. Này Tu Bồ Đề, ác ma lại quá làm tỳ kheo đắp y đến bảo Bồ Tát rằng: Trước kia Ngài nghe bảo phải tu sáu ba la mật, nhẫn đến bảo phải tịnh tu được vô thượng Bồ Đề đó. Ngài nên mau bỏ đi, từ lúc mới phát tâm đến nay có bao nhiêu thiện căn hồi hướng vô thượng Bồ Đề, Ngài cũng nên mau bỏ đi. Nếu Ngài bằng lòng bỏ, tôi sẽ dạy Ngài Phật Pháp chân thiệt. Chỗ nghe học trước kia của Ngài đều chẳng phải Phật Pháp, chẳng phải của Phật dạy, đó đều là văn sức nhóm hiệp làm ra thôi. Chỗ nói của tôi mới thiệt là Phật Pháp. Nếu Bồ Tát nghe nói như vậy rồi sanh tâm kinh sợ nghi ngờ, phải biết đây là người chưa được Đức Phật thọ ký, chưa vào trong tánh bất thối. Nếu là bậc bất thối dầu nghe nói như vậy mà tâm chẳng lay động, chẳng sợ, chẳng nghi, luôn tùy thuận y chỉ nơi pháp vô tác vô sanh, chẳng tin làm theo lời người khác, lúc thực hành sáu ba la mật chẳng theo lời người khác, nhận đến lúc thực hành vô thượng Bồ Đề cũng chẳng theo lời người khác, hiện thấy thiệt tướng của các pháp chẳng tin làm theo lời người khác, ví như bậc lậu tận A La Hán, ác ma chẳng lay chuyển được. Này Tu Bồ Đề, với Đại Bồ Tát bất thối chuyển, những hàng cầu Thanh Văn Bích Chi Phật chẳng thể phá hoại được, chẳng thể chiết phục được tâm của Bồ Tát này. Này Tu Bồ Đề, Đại Bồ Tát này quyết định an trụ trong bậc bất thối chuyển, chẳng theo lời người khác, dầu là lời của Phật dạy cũng chẳng liền tin lấy ngay, huống chi là lời nói của những người cầu Thanh Văn, cầu Bích Chi Phật và của ác ma ngoại đạo phạm chí mà lại tin theo, không bao giờ có việc ấy. Tại sao vậy? Đại Bồ Tát này chẳng thấy có pháp gì có thể tin theo, chẳng thấy có sắc hoặc thọ tưởng hành thức, hoặc sắc như, nhẫn đến thức như, nhẫn đến chẳng thấy vô thượng Bồ Đề, hoặc vô thượng Bồ Đề như. Do hạnh loại tướng mạo này mà biết là bậc bất thối chuyển. Lại này Tu Bồ Đề, ác ma quá thân tỳ kheo đến bảo Bồ Tát rằng: Chỗ tu hành của Ngài là pháp sanh tử, chẳng phải đạo nhất thiết trí, Ngài nên tại thân đời nay chứng quả khổ tận. Khi đó ác ma dùng hạnh thế gian nói pháp tợ đạo. Pháp tợ đạo này là sự hệ vượt tam giới, như là tướng xương trắng, hoặc nói về sơ thiền, nhẫn đến nói về phi phi tưởng xứ. Ngài dùng đạo này, hạnh này sẽ được quả Tu Đà Hoàng, nhẫn đến sẽ được quả A-la-hán. Ngài dùng đạo này, đời nay sẽ dứt hết khổ sanh tử.
sao Ngài lại mãi chịu lấy những khổ não trong sanh tử làm gì? Còn chẳng cần thọ lấy thân tứ đại đời nay, huống là sẽ lại thọ lấy thân đời sau. Này Tu Bồ Đề, nếu Đại Bồ Tát này khi nghe lời nói ấy, lòng chẳng kinh sợ, nghi ngờ, tự nghĩ rằng vị tỳ kheo này làm lợi cho tôi chẳng ít, vì tôi mà nói pháp tợ đạo, thực hành pháp tợ đạo này còn chẳng chứng được quả Tu Đà Hoàng, huống chi là chứng được quả Vô Thượng Bồ Đề. Đại Bồ Tát này càng thêm vui mừng mà nghĩ rằng vị tỳ kheo này làm lợi cho tôi không ít, vì tôi mà nói pháp chứng đạo, tôi biết đó là pháp chứng đạo, chứng học đạo Tam Thừa. Khi đó ác ma biết Bồ Tát vui mừng nên bảo rằng Ngài muốn thấy hàng đại Bồ Tát cúng dường hằng sa chư Phật, cũng ở chỗ hằng sa chư Phật tu hành sáu ba la mật, cũng hầu cận hằng sa chư Phật thưa hỏi Bồ Tát đạo: thế nào an trụ Bồ Tát thừa? Thế nào thực hành sáu ba la mật, tứ niệm tứ nhẫn đến đại từ đại bi? Hàng đại Bồ Tát ấy theo đúng như lời chư Phật dạy mà an trụ, mà thực hành, mà tu tập. Hàng đại Bồ Tát tu học như vậy mà còn chẳng được Vô Thượng Bồ Đề, chẳng được nhất thiết chủng trí, huống là Ngài mà lại sẽ được Vô Thượng Bồ Đề. Này Tu Bồ Đề, nếu đại Bồ Tát này khi nghe nói như vậy mà lòng chẳng kinh lạ, càng thêm vui mừng mà tự nghĩ rằng tỳ kheo này làm lợi cho tôi chẳng ít, vì tôi mà nói pháp chứng đạo. Bây giờ ác ma biết tâm Bồ Tát này chẳng kinh nghi, nên liền quá làm đông nhiều tỳ kheo mà bảo Bồ Tát này rằng: những vị này đều là Bồ Tát phát tâm cầu Phật đạo, hiện nay đều an trụ bậc bất thối chuyển cả. Những vị này còn chẳng thể được Vô Thượng Bồ Đề, huống là Ngài mà có thể được. Nghe và thấy sự việc trên đây, đại Bồ Tát này liền nghĩ rằng đây là ác ma nói pháp tương tợ đạo. Đại Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật chẳng nên thối chuyển tâm Vô Thượng Bồ Đề, cũng chẳng được sa vào trong đạo Thanh Văn, đạo Bích Chi Phật. Lại nghĩ rằng thực hành Đàn Ba La Mật nhẫn đến nhất thiết chủng trí mà chẳng được Vô Thượng Bồ Đề, không bao giờ có sự ấy. Này Tu Bồ Đề, do những hạnh loại tướng mạo trên đây mà biết là bậc bất thối chuyển Đại Bồ Tát. Lại này Tu Bồ Đề, Đại Bồ Tát tự nghĩ rằng nếu Bồ Tát có thể theo đúng lời Phật dạy, chẳng xa rời Bát Nhã Ba La Mật nhẫn đến nhất thiết chủng trí, Bồ Tát này chọn chẳng thối chuyển Vô Thượng Bồ Đề. Nếu Bồ Tát hay biết ma sự cũng chẳng mất Vô Thượng Bồ Đề. Do hạnh loại tướng mạo này mà biết là tướng Đại Bồ Tát bất thối chuyển. Ngài Tu Bồ Đề thưa: bạch Đức Thế Tôn, chuyển nơi pháp gì gọi là bất thối chuyển? Đức Phật dạy: chuyển nơi sắc tướng, chuyển nơi thọ tưởng hành thức tướng, nhẫn đến chuyển nơi Phật tướng, do đây mà gọi là tướng Đại Bồ Tát bất thối chuyển. Tại sao vậy? Vì Đại Bồ Tát này dùng pháp tự tướng không để nhập Bồ Tát vị, được vô sanh pháp nhẫn. Cớ sao gọi là vô sanh pháp nhẫn? Vì trong đây không có chút pháp nào có thể được. Vì chẳng thể được nên chẳng làm, vì chẳng làm nên chẳng sanh. Đây gọi là vô sanh pháp nhẫn. Do hạnh loại tướng mạo này nên gọi là bậc Đại Bồ Tát bất thối chuyển.